sao không nói gì, sợ phải đánh mất tất cả, hay anh vẫn chưa có thêm tự tin để nói câu yêu em. Đôi mắt lấp lánh như vì sao, làm tim anh bối rối không biết nên thế nào. Em nói ta sẽ luôn còn nhau đến mai sau, không yêu cũng chẳng thấy cô đơn. Và thanh xuân như gian kết lại, có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao làn khác tình, có biết bao buồn vui. Sao ta lại tìm đến nhau, có phải là vô thức không? Sao ta chẳng thể chở che cho nhau một lần thôi. Dù như là đã quá trễ rồi, anh đã không còn cơ hội, chỉ đêm đen và vô về say cùng em như thế. Anh ngược trở về lúc xưa, ta cùng đi dưới mưa, anh sẽ hét lên thật to cho cả thế giới cùng nghe. Anh yêu em. Oh, cơ hội dành cho nhau, chủ động của mình thằng này ta dành không chán để chờ với nhau. Đâu, tại sao tôi phải cứ đâm đầu. Có chẳng là đã yêu thì nắng mưa sáng chưa cười tối đêm buồn hiu. Ra có thể bên em như những ngày đầu. Ok, anh hứa chung để cho em đâu từng ngày nào. That's right. Đôi mắt lấp lánh như vì sao, làm tim anh bối rối không biết nên thế nào. Em nói ta sẽ luôn còn nhau và đến mãi sau, không yêu cũng chẳng thấy cô đơn. Thanh xuân như dân kép lại, có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao lần thất tình, có biết bao buồn vui. Sao ta lại tìm đến nhau, có phải là vô thứ không? Sao ta chẳng thử chở che cho nhau một lần thôi. Dù là đã quá trễ rồi, anh đã không còn thơ rồi, chỉ để em và bố về say cùng em như thế. Anh ngược trở về lúc xưa, khi ta cùng dưới mưa, anh sẽ hét lên thật to cho cả thế giới cùng nghe. Anh yêu em. Cố gắng lưu giữ từng ký ức, từng tháng năm, để ta sẽ mãi nhớ về nhau dẫu ngày sau. Thanh xuân như dần khép lại. Năm làm chủ nhiệm K20A2, tuy là mỗi em có một cá tính nhưng mà các em rất là đoàn kết, luôn xây dựng tập thể K20A2 vững mạnh và tập thể luôn đứng trong top đầu của trường. Cô chúc tập thể K20A2 thành công trong cuộc sống và các em sẽ đạt được mọi ước mơ. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi là cô trò mình chia tay. Mặc dù là chia tay thôi nhưng mà cô hy vọng rằng là cô trò mình luôn mãi bên nhau. Chúc tập thể K20A2 thanh xuân rực rỡ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Khánh Huyền. Mình rất may mắn khi được làm một thành viên của chi đoàn 12A2. Trong khoảng thời gian cấp 3 của mình thì điều mình hạnh phúc nhất đó chính là luôn được đồng hành sát vai cùng với các bạn. Lớp của mình thì đoàn kết, mọi người làm biết tôn trọng những màu sắc riêng của nhau. Tuy nhiên thì lớp nào cũng vậy, lớp nào đều cũng có những xích mích, những phần uất
Lớp của mình cũng vậy, không ngoại lệ. Trong một lần diễn văn nghệ thì lớp đã có một vài khuất mắc cũng như là tức giận lên nhau. Và nhưng chung quy lại thì mọi người vẫn cố gắng hết sức để đạt được một thành quả tốt. Bên cạnh đó thì cô giáo Trinh Thị Thái của lớp mình cũng rất là tâm huyết với nghề. Cô là một người luôn sát cánh, sẻ chia cùng với học sinh. Lớp mình thì mọi người cũng đã có những dự định, những ước mơ của bản thân. Có người thì ước mơ được học đại học, cũng có người ước mơ được đi du học, cũng có người đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà mình chỉ biết nói là chúc mọi người luôn thành công, đạt được những ước mơ của bản thân. Mãi yêu, mãi yêu.
Ngày xưa thật nghe hồn nhiên, là tôi mộng mơ thần tiên. Trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân. Mình là đàn anh bí thư của chi đoàn 12A2. Sau đây mình sẽ có một lời một số điều muốn nói với mọi người. Là thời gian 3 năm học cấp 3 là không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng mà nó là chất chứa nhiều kỷ niệm ở đó. Có những kỷ niệm vui, buồn, nhưng mà cũng sẽ có những nỗi những cái sự tức giận. Mà trong đó thì sẽ khiến nhiều bạn kiểu buồn, tức giận và kiểu muốn nói ra nhưng mà vẫn giữ trong lòng. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau về những điều mà chúng ta chưa nói ra. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Mười vô lực mười là đây đi cũng đinh nổi nhiều không? Đấy, đấy đinh lên mình người hướng nuôi, người hướng nuôi đó. Sau đó đinh kêu trầm á đó. Nhưng mà do lượt vui quá luôn, thật luôn rồi. Anh tư phạt ra luôn. Đấy thật sự rất là vui, thật sự luôn ạ. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hôm tôi nhẹ lắm. Mình biết là với cái tính của mình thì ai thích mình ca. Nhưng mà vì mình luôn nóng giận, luôn tức giận, nên là mình mới nói mọi người thôi. Nên là mọi người cho mình xin lỗi. Đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Chứ mà mong đừng mọi người để ý mình, vì mình rất là người hướng nội, rất là hay dễ ngại. Cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Mai đây tự tin lên, em là người đẹp gái nhất lớp. Trong lớp thì em được coi là cục wifi gì đông. Ơi bình thường thì mò em thì hơi hồn hay chửi bạn bè. Nhưng mà được cái em cũng hiền lành, chân thật, nịt na, chăm ngoan nghe lời thầy cô giáo. Nhưng không sao, mình có thể tha thứ cho các bạn. Hy vọng ra trường chúng ta có thể gặp lại nhau nhiều hơn và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Biết nói chỉ mọi chỉ có chúc các bạn là thi đỗ tốt nghiệp và lấy đỗ đại học. Xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hôn tôi nhẹ lắm, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Từng